Chào mừng các bạn đến với bài học 34.2. Trong bài học này, mình sẽ hướng dẫn các bạn một mẹo để tạo hiệu ứng nhân vật hoặc là prop di chuyển xen lẫn giữa các chữ cái. Các bạn hãy xem ví dụ này để có hình dung ban đầu về nội dung mà chúng ta sẽ tạo trong bài học này nha. Ok, và chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu bài học. Để thực hiện hiệu ứng này thì mẹo ở đây đó là chúng ta sẽ sử dụng các shape và đặt chúng ở các vị trí mà chúng ta muốn che đi các prop hoặc là nhân vật. Trước khi mình hướng dẫn thì mình có một điều lưu ý đến các bạn. Đó là để thực hiện được hiệu ứng này một cách dễ dàng và thành công nhất thì các bạn nên sử dụng các phông chữ sans serif, tức là các phông chữ không có chân, và các phông này thì nên có nét dày và nét đậm. Ngoài ra, nền của video cũng nên có màu đơn sắc để dễ dàng tạo hiệu ứng hơn. Ok, giờ thì hãy bắt đầu với bước đầu tiên, đó là thêm text vào trong video. Nhập chữ cái đầu tiên của đoạn text mà các bạn muốn tạo hiệu ứng. Tiếp đến, mình sẽ thay phông chữ ban đầu bằng một phông chữ khác. Đây, mình sẽ chọn phông Railway và cho cỡ chữ lớn hơn. Đổi màu sang một màu khác để giống với màu logo của mình. Ok, sau khi có chữ cái đầu tiên thì mình sẽ copy và paste để tạo các chữ cái tiếp theo. Điều chỉnh lại khoảng cách của các chữ cái cho đều nhau. Giờ thì mình đã tạo được một đoạn text mong muốn. Bước tiếp theo là mình sẽ thêm một prop, đó là con chó. Các bạn có thể thêm các prop hoặc là các nhân vật khác tùy các bạn nhé. Sử dụng từ khóa là dog và mình sẽ lựa chọn con chó có hành động đang chạy này. Thu nhỏ con chó lại. Và thay đổi màu lông trắng của nó thành một màu khác để dễ nhận biết hơn. Tiếp đến mình sẽ thêm cho con chó một motion path di chuyển theo đường thẳng từ trái qua phải. Mình sẽ rút ngắn thời gian của motion path lại để cho con chó chạy nhanh hơn một chút. Preview để xem thử nha. Ok, mình thấy tốc độ chạy của con chó như thế này là ổn rồi. Bây giờ mình sẽ đến với bước tạo hiệu ứng con chó bị che khuất đi khi chạy qua các chữ. Như mình đã nói thì để tạo được hiệu ứng như vậy, chúng ta sẽ sử dụng các shape để đặt ở các vị trí mà chúng ta muốn che đi con chó. Và các shape này cũng phải cùng màu và khớp với các nét chữ nữa nha. Ví dụ, mình sẽ chọn cho con chó này bị che đi bởi chữ E và một phần của chữ N. Để làm được điều đó thì các bạn sẽ thêm một shape hình vuông, sử dụng từ khóa là square nhé. Mình sẽ chọn shape này và đổi màu của shape trùng với màu của chữ. Tiếp theo là đưa shape này đến vị trí chữ N và điều chỉnh lại kích thước sao cho shape này vừa với một cạnh của chữ N. Các bạn nên nhấn và giữ phím shift để dễ dàng điều chỉnh kích thước của shape theo ý của các bạn nhé. Và các bạn cũng nên điều chỉnh kích thước và đặt shape này sao cho vừa khớp với phần chữ. Như vậy trông sẽ đẹp mắt nhất. Ok, mình thấy như vậy trông cũng đã ổn rồi. Tiếp theo mình sẽ copy và paste shape này để tạo một shape khác. Với shape này mình sẽ đặt sát cạnh bên trái của chữ N và điều chỉnh kích thước cho nó che đi một phần của chữ E. Điều chỉnh lại màu của shape trùng với màu nền. Ok, giờ mình sẽ click chọn vào chữ E và click chuột phải. Rồi chọn Order, chọn Bring to Front để đưa chữ E này lên trên cùng. Giờ hãy preview để xem video của chúng ta sẽ diễn ra như thế nào nhé. Đó, các bạn thấy là con chó đã bị che khuất đi khi chạy qua chữ E và xuất hiện khi nó chạy qua chữ N rồi phải không nào? Bây giờ mình muốn con chó bị che khuất đi khi chạy qua chữ V thì cũng sẽ làm tương tự như vậy thôi. Nhưng trong trường hợp này thì mình sẽ copy và paste chữ V để tạo một chữ mới. Rồi đưa chữ V mới đến đặt khớp với vị trí của chữ V ban đầu. Ok, hãy preview để xem lại nha. Đó, giờ thì hiệu ứng của mình đã hoàn thành rồi. Và để cho đoạn video này đẹp mắt hơn thì mình sẽ thêm hiệu ứng xuất hiện cho các chữ cái. Mình sẽ chọn Continue Last Scene để thêm một scene tương tự như scene này. Đưa scene vừa mới tạo lên phía trước của scene ban đầu. Giờ thì trước khi thêm hiệu ứng xuất hiện End Effect thì mình sẽ group các shape và các chữ liên quan lại với nhau để dễ dàng tạo hiệu ứng cho các đối tượng đó. Mình sẽ group shape hình chữ nhật, chữ N và shape màu trắng lại với nhau. Hai chữ V mình cũng sẽ group lại với nhau. Ok, giờ thì quét chọn tất cả các đối tượng và thêm hiệu ứng End Effect cho các đối tượng này. Mình sẽ chọn hiệu ứng xuất hiện là Slide Left. Với hiệu ứng xuất hiện mà mình vừa mới chọn thì mình sẽ mở rộng timeline ra để sắp xếp lại thứ tự của các đối tượng trên timeline. Ở đây mình muốn các đối tượng xuất hiện một cách lần lượt từ trái qua phải. Vì vậy mình sẽ cho chữ E ở vị trí trên cùng của timeline. Tiếp đến là group chữ N.
sau đó là group chữ V và chữ A ở vị trí dưới cùng. Sau khi các đối tượng đã được sắp xếp vị trí xong, mình sẽ thay đổi thời gian diễn ra hiệu ứng của mỗi đối tượng sao cho chúng cách nhau 0,25 giây. Như vậy, các đối tượng này sẽ lần lượt xuất hiện ở trên scene. Ok, và bước cuối cùng đó là rút ngắn thời gian của scene này sao cho nó kết thúc ngay khi hiệu ứng xuất hiện của chữ A diễn ra xong. Giờ hãy preview xem lại kết quả cuối cùng của chúng ta nhé. Đó, các bạn thấy là với việc biết cách kết hợp các đối tượng cơ bản với nhau là chúng ta đã có thể tạo được một đoạn video rất là thú vị rồi, phải không nào? Với mẹo này thì các bạn có thể tạo ra các video intro đẹp mắt cho nội dung mà các bạn muốn trình bày. Và bài học này của chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì liên quan tới bài học, hãy cho bọn mình biết và bọn mình sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn muốn học về cách thiết kế video animation với Beyond như thế này, hãy đăng ký khóa học online của bọn mình nhé. Link đăng ký mình sẽ để ở phía dưới. Nếu như các bạn muốn đăng ký tài khoản Beyond dùng chung để tiết kiệm chi phí, hãy nhắn bọn mình nhé. Và hãy nhấn like và để lại bình luận cho bọn mình biết những điểm tốt và chưa tốt. Và hãy nhớ đăng ký kênh của bọn mình để cập nhật những hướng dẫn mới nhất về Beyond. Cảm ơn các bạn.